chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Đừng đợi tới khi cấp cứu của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Thưa quý vị, với thông tin đầu tiên mà Ba Anh muốn chia sẻ đến quý vị, đó là chúng ta hãy chủ động để có thể chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình và những người thân yêu trong gia đình. Vì vậy, với những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong mỗi số phát sóng sẽ rất cần thiết với tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung chính của chương trình. Đến cái tình trạng tắc ruột thì nó là một cái tình trạng cấp cứu ngoại khoa. Tuy nhiên là những cái tình trạng cấp cứu mà cần phải can thiệp phẫu thuật. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện sức khỏe cùng với thông tin về tắc ruột do u đại tràng. U đại tràng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây tắc ruột. Theo thống kê cho thấy có khoảng 40% người bệnh u đại tràng nhập viện do tắc ruột. Tắc ruột có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh nếu không được phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Việc phát hiện sớm tình trạng tắc ruột sẽ giúp cho quá trình cấp cứu và điều trị đạt hiệu quả, tránh diễn tiến thành các biến chứng nguy hiểm. Thưa quý vị khán giả, những thông tin vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là tắc ruột là một trong những bệnh lý của đường tiêu hóa. Vậy thì nguyên nhân do đâu cũng như nguy hiểm đến mức nào và phương pháp điều trị ra sao? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ mà chúng tôi mời đến chương trình. Xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Thoại đến từ khoa tiêu hóa Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào MC, xin chào quý vị khán giả. Bác sĩ có thể giúp cho quý vị khán giả cũng như Bảo Anh được biết về tình trạng tắc ruột nghĩa là như thế nào được không ạ? Thưa quý vị khán giả, tắc ruột là một cái tình trạng mà ứ trệ lưu thông của các cái chất trong cái lòng ruột. Nên cái quá trình ứ trệ lưu thông này thì nó sẽ dẫn đến các cái rối loạn trong cái chuyển hóa của cái đường ruột và dẫn đến cái tình trạng nguy hiểm. Thì bình thường như chúng ta đã biết là khi chúng ta ăn thức ăn vào thì nhờ cái nhu động của cái một chiều thì nó sẽ đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột non. Thì ở ruột non nó sẽ diễn ra cái quá trình hấp thu các cái chất nước, điện giải và các cái dưỡng chất. Rồi sau đó cái chất bã được thải ra thì đi xuống ruột già. Và ở đây nhờ cái vi khuẩn của đường ruột nó sẽ tạo phân rồi đưa ra hậu môn. Thì khi quá trình này nó bị ứ trệ trở lại thì nó sẽ làm cho một cái sự rối loạn toàn thân, trong đó rối loạn hấp thu nước, điện giải, dưỡng chất thì dẫn đến những cái tình trạng nguy hiểm. Hoặc là khi có sự ứ trệ lại thì vi trùng sẽ phát triển và lên nhiễm trùng. Toàn bộ những cái quá trình như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng bệnh nhân rất là nặng. Nếu chúng ta điều trị không kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong. Xem ra là bệnh lý này khá là nguy hiểm và một trong những nguyên nhân chính của tắc ruột là u đại tràng. Thì chắc là nhờ bác sĩ sẽ giải thích rõ hơn một chút cũng như là tại sao u đại tràng thì sẽ dẫn đến tắc ruột. Thì u đại tràng là một trong những cái nguyên nhân gây tắc ruột. Thì như chúng ta biết có một cái khối u phát triển trong cái đại tràng. Đại tràng thì tôi nhắc lại chút là nó là cái đoạn cuối của ruột non. Thì khi có một cái khối u phát triển trên thành của đại tràng thì khối u này theo thời gian nó sẽ lớn dần. Mà khi lớn dần thì nó sẽ làm hẹp đi cái khẩu kính của cái đại tràng và khi nó hẹp tới mức nó gây tắc nghẽn hoàn toàn. Và khi tắc nghẽn hoàn toàn thì nó làm cho cái quá trình tắc ruột nó diễn ra. Thưa bác sĩ, trong quá trình thăm khám của mình thì không biết là bác sĩ có nhìn thấy rằng là thường là đối tượng nào sẽ dễ mắc phải bệnh tắc ruột hay không? Đặc biệt là tắc ruột do nguyên nhân là u đại tràng. Đa phần những cái u đại tràng thì thường sẽ gặp ở cái lứa tuổi gọi là hơi lớn tuổi. Thường thì cái tỷ lệ mắc nhiều nhất ở lứa tuổi từ 55 tuổi trở lên. Cho nên thì những cái trường hợp mà người ta khuyến cáo ở trên 55 tuổi ấy, thì nên đi tầm soát để phát hiện sớm những cái trường hợp bị u để tránh cái biến chứng tắc ruột sau này. Tuy nhiên thì thời gian gần đây thấy một số trường hợp cũng cái tuổi thì trẻ cũng gặp khá nhiều. Có lẽ là cái tỷ lệ mà ung thư sau này thì cái tuổi nó có vẻ nó trẻ hơn so với thời gian trước. Có thể là do môi trường sống, do thói quen sinh hoạt, do những cái thức ăn đồ. Nó cũng là những cái yếu tố này nó làm cho cái u nó phát triển, nó hình thành sớm hơn trong cái lứa tuổi trẻ hơn. Dạ, tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ nhận biết những triệu chứng
bị tắc ruột do u đại tràng sẽ như thế nào đây thưa bác sĩ? U đại tràng mà dẫn đến tắc ruột thì thường nó sẽ có diễn tiến theo cái thời gian. Tuy nhiên thì những cái giai đoạn đầu thì đa số nó cũng có trùng lắp với các cái triệu chứng tiêu hóa khác, cho nên thường thì một số bệnh nhân hay chủ quan bỏ qua, thì nó dẫn đến cái tắc ruột. Thường thì trước những cái triệu chứng tắc ruột xảy ra thì nó có những cái triệu chứng trước đó, ví dụ như là bệnh nhân có những cái cơn đau quặn bụng khi đi cầu, hoặc là đi cầu ra máu, hoặc là đi cầu tiêu chảy, hoặc là táo bón, thì đó là những cái triệu chứng phía trước của cái tắc ruột. Nếu phát hiện được thì chúng ta sẽ phòng ngừa được cái tắc ruột. Và anh cũng có một thắc mắc rằng là nếu như họ để qua những cái cơn đau cứ tưởng như là những cơn đau thông thường và kéo dài một cái thời gian nhất định thì liệu là nó sẽ nguy hiểm như thế nào và nó có những cái biến chứng ra sao thưa bác sĩ? Đến cái tình trạng tắc ruột thì nó là một cái tình trạng cấp cứu ngoại khoa. Tuy nhiên là những cái tình trạng cấp cứu mà cần phải can thiệp phẫu thuật. Cái diễn tiến của tắc ruột nếu như mà chúng ta điều trị muộn thì nó rất là nguy hiểm đến cái tính mạng. Giống như lúc đầu tôi nói, thì cái quá trình hấp thu nước, điện giải mà nó khi tắc ruột thì cái quá trình đó nó bị rối loạn đi. Cho nên bệnh nhân sẽ bị mất nước, mất điện giải. Mà mất nước như vậy thì dẫn đến tình trạng suy thận. Thứ hai là khi ứ trệ như vậy thì vi trùng sẽ phát triển. Vi trùng phát triển thì nó dẫn đến cái tình trạng nhiễm trùng. Nhiễm trùng nặng thì nó dẫn đến nhiễm trùng máu, suy đa cơ quan cũng nguy hiểm đến tính mạng. Khi cái ruột nó giãn quá mức đi do cái quá trình tắc ruột thì khi giãn quá mức thì nó sẽ thiếu máu vào mạch ruột, mà thiếu máu vào mạch ruột thì nó sẽ làm cho hoại tử ruột, mà hoại tử ruột thì cũng sẽ dẫn đến tình trạng nhiễm độc còn toàn thân. Hoặc là một số trường hợp khi cái ruột căng quá bể ra đi, hoặc là hoại tử thủng đi, thì phân trong ruột đổ vô trong ổ bụng, nó làm cho một tình trạng nhiễm độc. Toàn bộ những cái đó nó có thể dẫn đến bệnh nhân tử vong nếu như chúng ta không có điều trị kịp thời trường hợp tắc ruột. Như vậy là với những người nào mà có những cái triệu chứng như bác sĩ vừa nói thì tốt nhất là chúng ta nên tìm đến cơ sở y tế, những bệnh viện uy tín để mà thăm khám và để xem rằng là bệnh lý hoặc là triệu chứng mà chúng ta gặp phải có phải là bị tắc ruột hay không. Vậy thì nếu như khi chúng ta đến với các cơ sở y tế thì không biết chúng ta sẽ thực hiện những cái xét nghiệm nào để có thể chẩn đoán được tình trạng bị tắc ruột vậy? Đầu tiên thì bác sĩ sẽ thăm khám, và khi có những cái triệu chứng mà nghĩ đến tắc ruột thì bắt buộc phải làm những cái xét nghiệm cơ bản. Về thứ nhất là phải xét nghiệm máu để xem có nhiễm trùng hay không, có thiếu điện giải, thiếu nước hay không. Rồi sau đó tới cái thực hiện tiếp một số các cận lâm sàng, những cái xét nghiệm hình ảnh để chúng ta xem cái tắc ruột này là ở cái vị trí nào của cái đoạn ruột. Ở đại tràng thì cái nguyên nhân tắc ruột do cái gì? Thì thường thì chúng tôi sẽ sử dụng CT scan, chụp các lớp vi tính thì để mình đánh giá được cái chuyện đó, để mình tiên liệu và có một kế hoạch cho cái điều trị phẫu thuật. Mình đang chăm sóc người nhà ở khoa tiêu hóa, nhưng mình thấy những cụ, những ông bà đều vô nhập u đại tràng, thấy cấp cứu rất là nguy hiểm. Nhưng mà mình không biết căn bệnh này nó nguy hiểm như thế nào, là nó ra sao. Mình đã từng gặp những trường hợp tắc ruột do u đại tràng, có những triệu chứng là bị sốt cao, bị đau ở vùng bụng. May mắn là được cấp cứu kịp thời cho nên là đã qua khỏi. Cho theo mình được biết là căn bệnh này rất là nguy hiểm. Và nếu như mà phát hiện ra bệnh nhân bị tắc ruột do u đại tràng thì lúc này đây chúng ta sẽ có những cái phương pháp điều trị như thế nào dành cho bệnh nhân ở từng giai đoạn khác nhau? Khi chúng ta đã có chẩn đoán là tắc ruột thì điều đầu tiên chúng ta phải hồi sức tích cực cho bệnh nhân bằng cách là bù nước, điện giải, dùng kháng sinh để hồi sức cho bệnh nhân. Và sau đó thì tùy cái nguyên nhân mà chúng ta sẽ lên cái kế hoạch để chúng ta phẫu thuật. Đa phần thì để mà điều trị cái tắc ruột do u đại tràng thì cái phẫu thuật nó là cái điều trị tối ưu nhất. Bởi vì điều trị phẫu thuật thì mình sẽ giải quyết được, thứ nhất là giải phóng được cái sự tắc nghẽn của ruột thì mình sẽ cứu cái ruột nó khỏi bị hoại tử, khỏi bị thủng. Rồi mình có thể giải quyết được cái nguyên nhân, ví dụ như cắt bỏ cái khối u đi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ xét nghiệm khối u đó và chúng ta sẽ có kế hoạch điều trị tiếp cho bệnh nhân. Rồi chúng ta tái tạo lại lưu thông ruột. Nhưng mà chúng ta mổ sớm thì có cơ hội chúng ta có thể khâu nối lại ruột cho bệnh nhân để người ta sau khi mổ người ta vẫn trở về
cái sinh hoạt bình thường. Dạ. Còn nếu mổ trễ quá, nhiều khi phải đưa cái ruột già ra bụng làm cái hormone nhân tạo. Dạ. Thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên rằng là việc phẫu thuật liệu là có điều trị dứt điểm được căn bệnh này hay không? Hoặc là sau khi đã điều trị thì nó có tái phát lại hay không? Cái chủ đề hôm nay chúng ta nói nó là cái tắc ruột với u đại tràng. Dạ. Mà thông thường những cái u thì cái u ác tính thì nó chiếm hầu như là khá nhiều. Mà những cái u ác tính của cái đại tràng mà nó đã đến biến chứng tắc ruột thì thường nó là cái giai đoạn không còn sớm nữa. Nghĩa là những cái u mà còn nhỏ thì chúng ta mổ thì nó gọi là giai đoạn sớm, giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì cái tiên lượng sống nó tốt hơn. Còn khi đã tính tắc ruột rồi thì đa phần là cái giai đoạn muộn. Giai đoạn muộn thì dĩ nhiên cái tiên lượng sống về lâu dài sẽ không tốt bằng. Tuy nhiên thì sau cái giai đoạn mà chúng ta phẫu thuật, chúng ta điều trị cấp cứu cho bệnh nhân hồi phục được rồi, thì sau đó chúng tôi sẽ thường sẽ đánh giá lại toàn bộ, thứ nhất là tính chất khối u như thế nào, rồi đến cái giai đoạn ra sao, khi chúng tôi lấy được những cái mẫu sau khi mổ xong để xét nghiệm, thì sau đó chúng ta sẽ đánh giá lại và chúng ta sẽ tiên lượng sống về bệnh nhân. Như vậy là chúng ta cần phải tìm hiểu để xem là nguyên nhân tắc ruột nó như thế nào và có một cái phương pháp điều trị phù hợp. Đối với riêng bệnh nhân bị tắc ruột do u đại tràng thì không biết là họ sẽ sinh hoạt ăn uống như thế nào gọi là hợp lý, và người bị bệnh u đại tràng á bác thì không biết là có thể phòng ngừa cái tình huống là tắc ruột hay không. Sau khi mà mình mổ tắc ruột á thì chắc chắn sẽ có một cái chế độ ăn rất là cẩn thận trong một cái thời gian đầu, đặc biệt là phải ăn những cái thức ăn mềm, rồi ăn phải nhai kỹ, tránh những cái thức ăn mà có chất xơ cứng quá như là măng hoặc là những cái chất, những cái rau mà cứng quá như rau rút đó rồi thì hạn chế trong giai đoạn đầu. Và thứ hai nữa là để phòng ngừa những cái chuyện mà tắc ruột do dính sau một cái phẫu thuật tắc ruột nữa, thì thường tôi sẽ cho bệnh nhân vận động sớm, đi lại sớm để cho cái ruột nó hoạt động sớm thì nó sẽ hạn chế được cái đó. Dĩ nhiên còn để mà phòng ngừa cái tắc ruột như u đại tràng thì chắc chắn đầu tiên chúng ta phải phòng ngừa cái u này. Nghĩa là sau khi chúng ta phát hiện được u thì chúng ta phải điều trị cái u để tránh nó diễn tiến đến cái tắc ruột. Còn khi nào chúng ta phát hiện được u thì dĩ nhiên chúng ta phải tầm soát u. Tầm soát u bằng cách nào? Bằng cách chúng ta sẽ phát hiện những tổn thương tiềm u như là các cái polyp đại tràng bằng cách nội soi đại tràng. Một cái cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta phải có một cái chế độ ăn sinh hoạt giúp cho cái đại tràng chúng ta nó khỏe mạnh hơn. Thì đó là những cái chế độ ăn, ví dụ như là phải nhiều những cái chất xơ, rồi uống nhiều nước thì cái đó tốt cho cái sức khỏe của đại tràng. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay vô cùng hữu ích đối với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Để khép lại phần trao đổi với bác sĩ ngày hôm nay thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một số các lưu ý từ bác sĩ của chương trình chúng tôi về cách mà chúng ta sẽ dự phòng tình trạng tắc ruột. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Lưu ý giúp phòng ngừa u đại tràng: ăn nhiều thực phẩm chứa chất xơ như rau xanh, trái cây và ngũ cốc giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón. Việc tập luyện thể dục đều đặn giúp cải thiện chức năng tiêu hóa. Uống đủ lượng nước hàng ngày giúp duy trì độ ẩm trong đại tràng. Tránh hút thuốc lá và uống những thực phẩm có chứa cồn hay caffeine. Không trì hoãn việc đi đại tiện vì có thể dẫn đến táo bón và gây áp lực lên đại tràng. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi có thể giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu hơn về bệnh lý tắc ruột, và đặc biệt đó là bị tắc ruột do nguyên nhân là u đại tràng. Ngày hôm nay xin được cảm ơn bác sĩ Thoại đã dành thời gian đến với chương trình Đừng đợi tới khi cấp cứu của chúng tôi. Xin cảm ơn Bảo Anh và xin cảm ơn quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đừng đợi tới khi cấp cứu của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với sự đồng hành của Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Thương mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại ở những tập phát sóng tiếp theo.